À, chú có thể nói vào một cái gì đó bằng tiếng Pháp. Je suis malheureux, je la vie, ma vie très malheureux. Cuộc sống của tôi rất là bất hạnh cháu ạ. Très malheureux. Bùi Hồ chào cô bác anh chị ạ. Thì hôm nay trên cái trạm dừng chân của bến xe thì có tình cờ được tìm hiểu qua, được biết chú ở đây là người quê ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, và hàng công việc hàng ngày của chú là bán vé số. Dạ con chào chú. Chú năm nay bao nhiêu? Dạ con, chú năm nay bao nhiêu tuổi chú ha? 84 tuổi rồi. 84 được. Chú bán vé số lâu chưa? Bán được năm. Một năm. Dạ. Trước đây công việc của chú là làm gì? Chú là đi dạy học, dạy Anh văn, dạy Pháp văn. Dạ, Pháp. Professor Francais, teach English for children Vietnamese. Sinai people. Cái đó là cái gì chú? Tức là chú đã từng dạy Pháp văn và Anh ngữ từ năm 1954. Dạ, chú có thể nói lại cái câu đó cho con nghe. I am a teach English for children Vietnamese. Sinai 1954. Từ năm 1954 chú là giáo sư dạy Anh ngữ, sinh viên Việt Nam. Cái đó là chú nói chuyện bằng tiếng Anh. Tiếng Anh. Bây giờ chú có thể tiếng Pháp được không? Cái câu đó được. Chú nói tiếng Pháp. Je suis professeur français. Je suis professeur français. Français. Tôi là français, Pháp, français, Pháp văn. Tôi là người giáo sư dạy Pháp văn. Nhưng mà hết thời không chạy nữa nên qua Anh ngữ thuộc sinh ngữ 2 của tôi. Sinh ngữ 1 là ruột, sinh ngữ 2 là ngoài da. Dạ, phải nói là chú cái trình độ phải nó số 1 ngoại ngữ. Chú mê chưa số 1 đâu. Bây giờ luận sống sau bao giờ cũng cao hơn luận sống trước. Dạ. Chú đưa thuộc về đồ cổ rồi. Bây giờ chú mê nhất là vẽ thư pháp. Chú vẽ thư pháp với chữ đẹp lắm. Dạ. Chú có thể nói một cái câu pháp văn nào cho con thưởng thức được con nghe. Bài học thuộc lòng của La Fontaine từ thuở còn thơ. Dạ. Chú học La Fontaine le loup et l'agneau. La raison du vivre est toujours la meilleure. On me l'a dit que je te vends. Tức là con chó sói là sức mạnh, con cừu non là sức yếu, bị đàn áp. Lý lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. La raison. Là này giống những cái Dupo et tu du là mày vừa. Còn giống người Pháp không? Rất giống. Chú bây giờ gặp người Pháp hay người nước ngoài nói chuyện chú nói chuyện bình thường? Thường ngoài mới ngày hôm qua đây nè. Ôi, phải nói là trình độ Anh ngữ quá hả? Giao lưu chơi, người Việt Nam mình có lòng tự ái cao lắm. Dạ. Không phải vì biết tiếng mày để xin xỏ đâu, nhưng mà để han hỏi, để giao lưu, để biết tư cách của con người, chứ không bao giờ cầm một tấm vé số này mời người nước ngoài đâu. Bây giờ chú có thể giới thiệu cái bản thân của mình, gia đình của mình, với lại cái nghề nghiệp của mình bằng cái tiếng Pháp được chú? Được chứ. Dạ chú có thể giới thiệu cho con. Giới thiệu cái đó làm gì? Chú có thể nói vào một cái gì đó bằng tiếng Pháp. Je suis malheureux, je la vie, ma vie très malheureux. Cuộc sống của tôi rất là bất hạnh cháu ạ. Thế mà luôn rồi. Còn cái tiếng Anh chú? Tiếng Anh nè. Unhappy my life. Cuộc sống của tôi. Unhappy là bất lợi. Anh bất lợi. Unhappy không có lợi. Unhappy my life. Life đời sống. Còn là vi. Là vi là đời sống tiếng Pháp. Còn đây life. Và bây giờ con sẽ hỏi chú bằng một câu tiếng Việt, chú về sẽ dịch ra tiếng Pháp được không? Cũng được. Chú năm nay bao nhiêu tuổi? How old are you? How old are you? Bạn được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Yeah. Chú, nghề nghiệp của chú là gì? I'm a teacher. Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó là tiếng Anh, bây giờ chú sẽ nói. Long time. I am a professor and now I am a teacher. Ngày xưa tôi là giáo sư, bây giờ tôi là giáo viên. Ồ, chú phải nói là về Anh ngữ hay Pháp ngữ là chú đều giỏi hết. Con cái hay lắm mà chưa sử dụng được.
là chú viết sách. Dạ. Chú là người từng viết sách đây này, viết tình thương. Bây giờ con hỏi một cái câu hỏi bằng tiếng Anh, ở bằng tiếng Việt, và chú trả lời bằng tiếng Pháp cho con được không chú hả? Hỏi đi. Chú nếu có thể được. Dạ dạ dạ, nếu có thể được. Chú khiêm tốn quá. Chú có bao nhiêu người con? How many chạy? Dạ. Có được bao nhiêu người con? Rồi bây giờ chú sẽ trả lời bằng tiếng Pháp. Cái này nó qua cái kia, cái người quên. Dạ dạ. Nó hơi giống với nhau. Dạ. Phải nói là chú có thể đọc bài thơ hay là một bài nhạc nào bằng tiếng Pháp cho con nghe được không? Tiếng Pháp hỏi. Monsieur Napoleon, ayant sinh sang soldat, tức là suy tôn tổng thống Napoleon. Salut la couleur. Je parle français. Monsieur Napoleon, ayant sinh sang soldat. Nói người giống người nước ngoài. Ăn cơm mình tiếng Pháp mình gọi là gì chú? Bonjour. Uống nước. Eat rice. Còn Bonjour. Dạ, mình đi xe ô tô, mô tô. Bánh chico là tiếng dạ. Bánh chico. Dạ. Bây giờ chú có thể nói một lời tạm biệt nào chào quý vị khán giả bằng tiếng ngôn ngữ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cũng được. Goodbye everybody, I'm very happy to see your name now. Tức là xin chào tất cả mọi người trên mọi người. Hôm nay tôi rất là ngạnh em. Cái đó là tiếng Anh. Tiếng Anh. Dạ. Còn cái tiếng Pháp nó là sao chú? Bonjour monsieur. Tức là chào. Je vous souhaite de vous avez de bonne santé. Je vous souhaite de bonne santé. Chúc cháu có sức khỏe. Sức dạ. Khỏe. Ồ, hôm nay con gặp chú hãy nói tình cờ. Dạ, chào cô bác anh chị. Thì hôm nay tình cờ gặp chú ở trên cái hành trình mà tìm về những người mà gọi là có những cái khiếu, những cái yếu tài. Nhưng mà hôm nay con gặp chú rất là hay. Chú lại là đồng hương của con. Con cũng quê ở Thanh Bình, Đồng Tháp với chú. Con thì chỉ biết tiếng Anh sơ sơ thôi, còn về tiếng Pháp thì con không biết gì hết. Con thì thế hệ hậu, nhưng mà được may mắn chú lại dành cái ngôn ngữ Anh Pháp như thế này. Con rất là quý chú. Biết để giao tiếp thôi, chứ không phải biết để mà sống, mà biết để mình giao tiếp người nước ngoài cho dễ dàng hiểu biết với nhau và hiểu biết sự tiến bộ của con người ta. Chứ không phải là chú giỏi ngoại ngữ mà để làm ra tiền đâu. Chú gọi là I can hoặc là I cannot. Yeah, I cannot có nghĩa là người ta hỏi mình biết tiếng Anh hay là không biết tiếng Anh, mình chỉ có thể là I can hoặc I cannot thôi. Chứ không thể nào là Z chú ha. Dạ. Chưa với cháu rằng cháu đi sau. Dạ. Thành chú cháu nể nang những người đi trước. 84 tuổi còn nhớ rõ ràng những câu nói giọng điệu của nước ngoài. Chứ sự thật của chú bây giờ bé đi bé speak English bé tệ hại rồi. Rồi chú nói một cái câu để mà chào tất cả mọi người bằng tiếng Pháp. Goodbye everybody. Goodbye everybody. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. See you again. See you again later. Later. Dạ. Yeah. Không, cái chuẩn của chú rất là chuẩn. Rồi, con chào chú. Chúc chú sức khỏe và con sẽ hẹn gặp lại chú. Thank you. Bé rồi mà. Dạ, thank you, bé kia mất. Dạ. Rồi, con chào chú nha chú ha. Nó còn có cái nữa. Ví dụ như bây giờ, đi đưa rồi. Cháu cút. Rồi, con cảm ơn chú, chào chú. Excuse me, xin lỗi. Rồi, con chào chú, dạ. Bye, rồi, chào.